Mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ và review cho anh chị xem thêm một cái mẫu nữa. Đó là mẫu máy bay. Máy bay này thuộc dạng máy bay gì? Máy bay biến hình thành robot nha anh chị và các bạn. Rồi, mời anh chị và các bạn xem chi tiết nha. Thì khi anh chị và các bạn mua sản phẩm này về thì anh chị và các bạn tháo cái hộp ra, thì lấy cái sản phẩm ra. Đây, em tháo ra. À quên nữa, em phải cho anh chị biết cái mã số của sản phẩm này ha. Đâu rồi? Đây anh chị và các bạn, thì cái mã số của sản phẩm này là 89895A ha, 89895A. Thì anh chị các bạn nhớ mã số này không có xin chị cắt chụp ảnh lại ha, gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận. Mình cảm thấy đẹp thì mình lấy về bán ha, còn ba mẹ cảm thấy hay thì mua của người ta chơi. Khoan khoan lắp vô con. Khi chúng ta lấy cái hộp ra anh chị và các bạn, thì bên trong sản phẩm nó sẽ có cái này nè. Nó sẽ có cái này, một chiếc máy bay và một cái này, thì anh chị sẽ lắp cái này vô ha. Vậy vậy công an chúng ta lắp cái này vô. Đó, thì lắp này vô. Anh chị nhìn sơ quận về cái sản phẩm này ha. Nói chung là mẫu mã cũng rất là bắt mắt, rất là đẹp. Thì đồ chơi của mình thì nó rất là nhiều chủng loại, rất là nhiều mẫu mã. Thì những cái mẫu mã này review anh chị cảm thấy đẹp thì lấy về bán, còn ba mẹ cảm thấy hay thì mua về cho người ta chơi. Thì giờ lắp pin lại như chỗ này anh chị các bạn. Ở chỗ này là cái bánh xe tròn ha. Bánh xe này nó cũng xoay 360 độ luôn anh chị và các bạn. Gạt hoặc cản thì tự động cũng ra chỗ khác. Thì bây giờ em sẽ lắp pin vào ha, thử coi chiếc máy bay này như thế nào ha. Thì cái sản phẩm này lắp 3 viên pin, 1, 2 và 3 viên pin. Anh chị có thể ra tiệm cực tạp hóa mua ha, mua 3 viên pin, có thể là còn ó đỏ hoặc là còn ó vàng, hoặc là miễn sao là pin này được gọi là pin tiểu á, thì anh chị lắp vào. Rồi anh chị để nắp vào ha. Sau khi để nắp vào thì anh chị mở tắt lên. Đây, em sẽ mở thử cho anh chị các bạn xem ha. Thì sản phẩm sẽ hoạt động, nó chạy ha. Thì khi nó chạy nó sẽ biến hình. Đây, nó biến thành robot. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rất là đẹp. Như thế không? Thấy chưa? Thì nó chạy một xíu thì nó tự động nó sẽ xẹp xuống thành con máy bay. Đây, bây giờ em sẽ cho cái chiếc máy bay này chạy trong cái mâm này cho anh chị các bạn nghĩ những gì không đúng hơn. Rồi, cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye ha.